liên quan đến thảm kịch động đất vừa xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syri. Thưa quý vị, sau 10 giờ di chuyển, dưới thời tiết tuyết rơi dày đặc, đường trơn trượt, sáng ngày 11 tháng 2, đoàn công tác Bộ Công an tham gia cứu nạn cứu hộ với 24 cán bộ chiến sĩ đã tới thành phố Adiaman, Thổ Nhĩ Kỳ. Với tinh thần sung kích, chạy đua với thời gian trong nỗ lực cứu người, ngay khi tiếp cận hiện trường, các chiến sĩ đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ xuyên ngày đêm. Hưởng ứng lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc, về việc hỗ trợ thổ nhĩ kỳ và Syria cứu nạn người dân sau thảm họa động đất ngày 6 tháng 2, Đại tướng tô lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo thành lập đoàn công tác của Bộ Công an gồm 24 đồng chí cán bộ, chiến sĩ công an xuất phát từ Hà Nội bay tới thổ nhĩ kỳ để tham gia công tác cứu nạn cứu hộ. Ngày 10 tháng 2, đoàn cứu nạn cứu hộ của Bộ Công an đã tới sân bay Istanbul, thổ nhĩ kỳ, rồi tiếp tục di chuyển thêm các trạng khác để tới được thành phố Adana, địa điểm cứu hộ của lực lượng cứu hộ của Bộ Công an Việt Nam được xác định là đường 531 Adiyaman Mekes, Adiyaman Thổ Nhĩ Kỳ. 24 cán bộ chiến sĩ cùng 10 xe chở thiết bị mất tới 10 tiếng di chuyển để đến nơi cứu nạn thay vì 6 tiếng do thời tiết cực kỳ khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều. Mất 10 tiếng di chuyển không ngừng nghỉ, nhưng với tinh thần sung kích của Công an Nhân dân Việt Nam, ngay sau khi xuống xe vào lúc 1 giờ đêm ngày 11 tháng 2, đoàn công tác đã làm việc với cơ quan địa phương để nhận nhiệm vụ tiến hành khảo sát thực tế, lên phương án cứu nạn, cứu hộ Lắp đặt bố trí 13 tấn thiết bị mang cùng dựng lều trại giá chiến trong đêm với ánh sáng của những đèn pin để có đủ điều kiện nhanh chóng thực hiện tìm kiếm người bị vùi lấp. Tại hiện trường, các cán bộ chiến sĩ công an Việt Nam phải đối diện với khối lượng công việc khổng lồ, mối nguy hiểm thường trực vì các cấu kiện đang tiếp tục sập xuống. Trong đống đổ nát khổng lồ ấy có 15 người đang bị vùi lấp 4 ngày qua. Đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ nhận định nếu không xây dựng phương án cứu nạn cứu hộ kỹ lưỡng, cụ thể, chi tiết sẽ rất dễ gặp tai nạn, nguy hiểm bởi những tòa nhà ở đây vẫn có dấu hiệu sụp đổ bất kỳ lúc nào. Được biết, đoàn công tác chia làm hai nhóm do Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ C07 Bộ Công an, chỉ đạo trực tiếp nhóm tìm kiếm cứu nạn. Nhóm thứ hai do Đại tá Phan Mạnh Hà chỉ đạo, sắp xếp các thiết bị, phương tiện, giả soát trang thiết bị y tế hỗ trợ chuẩn bị các điều kiện để thay ca cho nhóm trực tiếp cứu nạn cứu hộ tại hiện trường. Theo cập nhật mới nhất, đại diện cục C07 Bộ Công an cho biết, khoảng 1 giờ 20 phút ngày 11 tháng 2, hiện trường một tòa nhà đổ nát trong khu vực được phân công. Đại tá Nguyễn Minh Khương, phó cục trưởng C07 cùng một số chiến sĩ đã phát hiện và đưa được 3 nạn nhân là trẻ em đã thiệt mạng ra ngoài. Qua khảo sát, bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt, có mùi hôi bốc ra và khả năng sống sót của các nạn nhân rất mong manh. Nhiệt độ ngoài trời tại Thổ Nhĩ Kỳ có lúc lạnh khoảng âm 6 độ C, tuyết rơi nhiều. Các cán bộ chiến sĩ trong đoàn cho hay, chỉ cần bỏ găng tay ra là cóng, đồ ăn thì không hợp khẩu vị. Nhưng đoàn công tác Bộ Công an vẫn đồng lòng, cố gắng hết sức để bảo đảm sức khỏe, quyết tâm nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, nguy hiểm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, với hy vọng có phép màu để cứu sống người dân nơi đây. Liên quan đến vụ động đất trên, truyền thông quốc tế vừa cập nhật tổng số trường hợp thiệt mạng vì thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hiện đã tăng lên tới 23.726 người, theo các số liệu công bố chính thức. CNN trích dẫn lời Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ, Faretin Koka cho biết, số ca tử vong vì động đất ở nước này tính tới ngày 10 tháng 2, ít nhất là 20.213 người, thêm hơn 80.052 người khác bị thương. Trong khi đó, truyền thông Syria đưa tin, Hiện 3.384 nạn nhân động đất ở nước này đã không qua khỏi và 5.243 người khác bị thương. Các dữ liệu tổng hợp nâng tổng số ca tử vong trong thiên tai ở hai nước tiến sát mốc 24.000 người. Hiện lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian nhằm tìm kiếm những người còn sống bị mắc kẹt dưới các đống đổ nát. Dù cơ hội còn rất thấp, do đã qua khoảng thời gian vàng 72 giờ then chốt sau động đất. Thưa quý vị, cũng trong sáng 11 tháng 2, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ cho đội quân y tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. 30 cán bộ chiến sĩ thuộc các bệnh viện trong quân đội với đầy đủ các trang thiết bị y tế, thuốc men, vật tư y tế đã được chuẩn bị sẵn sàng trước giờ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Hậu cần dự và chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, Bệnh viện Quân y 354, Bệnh viện Bỏng Quốc gia, Bệnh viện Quân y 103, Bệnh viện Quân y 105. Hai trận động đất xảy ra ở miền Nam và miền Trung thổ Nhĩ Kỳ, giáp biên giới với Syria, với cường độ rất mạnh vừa qua, được coi là một trong những thảm họa thiên nhiên thảm khốc nhất tính từ đầu thế kỷ 21 đến nay trên thế giới, gây ra thảm họa nhân đạo vô cùng lớn, nhiều năm chưa khắc phục hết. Thực hiện phương châm đối ngoại của Đảng ta, Việt Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy của các nước trong cộng đồng quốc tế, từ truyền thống đạo lý nhân đạo, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, thực hiện chỉ đạo của bộ chính trị, ban bí thư trung ương Đảng, chính phủ, thường vụ quân ủy trung ương. Bộ Quốc phòng quyết định cử lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam gồm 76 quân nhân sang tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trong đó bao gồm 30 cán bộ chiến sĩ thuộc đội quân y, tổng cục hậu cần, 30 cán bộ chiến sĩ thuộc đội cứu sập, binh chủng công binh, 9 cán bộ chiến sĩ huấn luyện viên và 6 chó nghiệp vụ thuộc đội chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng còn lại là các cán bộ, Cục Cứu Hộ, Cứu Nạn, Cục gìn giữ Hòa Bình Việt Nam, Cục Đối Ngoại, Báo Quân đội Nhân dân, Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội. 76 thành viên của đoàn công tác đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, sức khỏe tốt, được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn và ngoại ngữ tốt. Trong đoàn công tác cũng có nhiều sĩ quan, chiến sĩ từng tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, chậm nhất là vào đêm 12 tháng 2, đoàn sẽ lên đường sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Phó Tránh Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, đảm nhiệm chức vụ Tổng Chỉ huy, các lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam, tham gia hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa tại Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó Chủ nhiệm, Tham mưu trường Tổng cục Hậu Cần cho biết, ngay sau khi có chỉ đạo, của thủ trưởng Bộ Quốc phòng trong một thời gian rất ngắn, các cơ quan đơn vị và từng đồng chí trong đội quân y đã tích cực chủ động làm tốt công tác chuẩn bị để sẵn sàng lên đường theo đúng kế hoạch. Thay mặt lãnh đạo chỉ huy Tổng cục Hậu cần, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng ghi nhận và đánh giá cao biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm của lực lượng các đơn vị thuộc Tổng cục Hậu cần đi làm nhiệm vụ. Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng nhấn mạnh, đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề, có nhiều khó khăn đặt ra, nhưng cũng là cơ hội để thể hiện khẳng định uy tín tinh thần trách nhiệm và năng lực của quân đội nhân dân Việt Nam trong hội nhập, quan hệ hợp tác quốc tế và trong hỗ trợ cứu hộ cứu nạn, ứng phó với các thảm họa quốc tế. Thay mặt các thành viên của đội quân y, trung tá Lại Bá Thành, đội trưởng khẳng định quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt, chủ động phối hợp với các lực lượng của Việt Nam và quốc tế tại địa bàn để cứu chữa người bị nạn, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước con người Việt Nam và hình ảnh bộ đội cụ hồ trong thời đại mới với bạn bè quốc tế. Cùng với 30 tấn hàng hóa trang bị của đoàn công tác, Tổng cục hậu cần đã chuẩn bị 10 tấn lương khô và mì ăn liền giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị làm tốt công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật cho lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện nhiệm vụ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó Việt Nam cũng cử 2 bác sĩ, 3 điều dưỡng viên, 3 nhân viên của ban hậu cần bệnh viện quân y 354 và 24 cán bộ, chiến sĩ công an tham gia hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.